con gái nữa. Của anh 288 ngàn anh ơi. 288 hả? 288 thái to hả? Thank you.
Dạ, dạ, sống cũng vậy anh. Cái anh 2-3 ngày ăn. Rồi để 2 ngày thôi nha, đừng để 3 ngày nha. 3 ngày là chín quá. Không có kia đâu ba. 300 với anh gửi 5 đồng. Ủa, không có lỗi chỉ đâu. Thank you.
ra để dập ngoài da ví dụ vậy đó. Có sầu riêng 50k nữa này cô chú. Đó, vẫn có sầu riêng 50k nha. 50k. Ba quen. Quen có lại luôn đó, hết đây mấy tháng nó lại. Rồi, đi ngang qua nhà lại. Dạ. Bữa nay có sầu riêng cái mừng cái tre loại 1 nè, bên ngay chỗ vừa sầu riêng cái mừng nha cô chú. À. Mấy cái trái nó đẹp quá. Mấy cái trái đẹp. Mấy trái nhỏ này nó chưa chín, còn hai trái này nữa. Hai trái còn tái. Cái này hả? Đúng rồi. Bye bye. Khô dẻo á. Miền Tây là tuyệt vời rồi. Mấy
Còn chụp luôn tấm hình Hiếu. À, thôi, nghe lên. Nghiêm quá. Rồi. 886 ngàn con. 1,86. Chí rưỡi à? Chí là bao nhiêu? Chí 120. Đó. Chí á, ngon lắm. Con đây loại 100 ngàn à? Anh chủ cũng kêu bao ngon. Không ngon không tính tiền. Mấy cũng có nữa. Trời ơi. Đưa ra mối. Ở đâu? Ở đây. Ở nè. Cho thử mà. Ha ha.